Hello cả nhà thân yêu, Công Hình bữa nay sẽ lái xe 100 cây số đi đến nhà của anh Điều Trần và bé Hiền Swiss Nguyễn. Hôm nay thì bé Hiền sẽ nấu món bún riêu. Công Hình rất thích cái món bún riêu. Nghe em Swiss Nguyễn Hiền nói là bữa nay làm món bún riêu thì Công Hình đặt ok sẽ lên sớm. Hiện tại bây giờ là 3 giờ chiều. Với lại cũng khá lâu rồi Công Hằng không có lên nhà của anh Điều Trần chơi. Thì bữa nay sẵn có dịp rồi lên đó chơi, đi ăn trực luôn cả nhà ơi. Thì Công Hằng lái lên trên đó khoảng tầm 1 tiếng là sẽ tới rồi. Bầu trời bữa nay rất là đẹp luôn cả nhà, nhìn rất là trong xanh luôn. Tại vì bây giờ là mùa thu, ở bên ngoài nó cũng hơi lạnh, nhưng mà nó có bầu trời trong sáng như thế này thì có ánh nắng nó sẽ rất là ấm áp. Bây giờ Công Hằng đã đến cận nhà của em Hiền và anh Điều Trần rồi cả nhà ơi. Nhà anh Điều Trần và em Hiền ở đây nè cả nhà ơi. Bây giờ chúng ta lên thôi. Đây, gặp anh Điều với bé Hiền nè. Rồi đứa con nữa nè. Chào con, bắt tay cái coi. Bắt tay cái. Hay quá. Người lạ mà bắt tay đó là yeah. Trúng số rồi đó. Trời ơi, ớt nè, quá trời đá luôn nè. Cái này lắm á. Cái này khoai lang nữa hả? Khoai lang mới nhổ bữa nay luôn á. Ở bên đây trồng được khoai lang nữa hả? Trời ơi, đây. Cái màu nè. Wow. Trời ơi, cảm ơn em giàu chứ. Chị Thu nữa. Chị Thu nữa. Còn cái này em ăn là anh thân cho chị của thằng Văn quăng ớt là lên mang bầu cho em. Cái gì? Cảm ơn anh thân. Dạ cái gì vui. Đó là em nói là lên đây là đi ăn nghe bún riêu là ăn trực là ở đâu cũng đi hết trơn. Việt Nam là có em đây. Yeah. Đoàn Việt Nam là có em đây, anh Mùa, anh Hân, mình Hèn, rồi anh Kim Anh lên đây. Dạ. Yeah. Đó, anh vô okay. Với anh nè. Vô cái đi. Mời anh Điều. Thôi, Công Hân nha, không có chi. Hôm nay mình cũng đủ giờ với đủ follow. À, dư, ăn mừng, dư, ăn mừng, chúc mừng anh. Ăn mừng, dư follow. Hôm nay có Công Hân xuống à. Vui quá, vui. Hai người chui khui chai rượu để uống chưa? Uống chúc mừng. Chúc mừng nha, chúc mừng cả nhà. Cảm ơn đã cả nhà đã vô ủng hộ. Cảm ơn Công Hân luôn. Dạ, cảm ơn anh Điều. Đó, cả nhà xem nè. Đó, anh Điều, rồi chị Mỹ Anh nó cũng có qua chơi nữa nè. Thấy chưa, chỉ ngồi mình đó. Chỉ ngồi chị ủng hộ. Tâu bé Hiền làm cho Công Hân trời ơi trời nó bự. Thấy không? Giò heo, biết heo. Quá trời luôn rồi kìa. Đây là cái giò heo. Đó, ngon lành không? Còn đây là đậu hũ chiên. Rồi. Ở đây là cái gì kêu món gì? Cá lụa. Cá lụa. Có huyết nữa cả nhà ơi, rồi cái rau muống nữa, rau muống ở bên này hiếm lắm á. Là muốn quá trời hấp dẫn luôn. Thử miếng cho nhà xem nghe. Thử trước đã thấy cái tô quá ngập rồi. Wow, cái nước rất là đậm đà luôn. À, thơm cái mùi bún riêu. Nó bún riêu. Nó bún riêu mà thơm phở là thôi rồi đó. Bún riêu mà sao thơm mùi bún riêu ta. Trời ơi. Chị mi. Rồi, cảm ơn.